lại với ST Kids TV. Và ngày hôm nay chúng hề ST sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo hình một trái tim 3D cực kỳ dễ thương các bạn nhé. Để tạo được một trái tim 3D chúng ta cần có 4 quả bóng, 4 màu các bạn nhé, tùy các bạn phối. Ở đây chúng hề sẽ dùng màu vàng, đỏ, màu hồng và màu xanh lá cây. Chúng ta bắt đầu. Đầu tiên quả màu hồng chúng ta thổi lên khoảng nửa quả bóng các bạn nhé. Ok, đây chúng ta tạo một khóa khoảng 2 ngón tay. Tiếp tục, chúng ta lần lượt tạo 4 đoạn, mỗi đoạn khoảng 4 ngón tay. Một đoạn, ta tạo một cái khóa 2 ngón tay. Đoạn thứ hai, tiếp tục một cái khóa 2 ngón tay. Tiếp tục thứ 3, một cái khóa. Và đoạn thứ 4, đây chúng ta có khóa rồi, chúng ta không có tạo khóa nữa nhé. Bước đầu tiên. Tiếp theo chúng ta tạo thêm một đoạn 4 ngón tay, một cái khóa 2 ngón tay, một đoạn nữa. Ở đây chúng ta không có tạo khóa và chúng ta sẽ cột vào cái điểm cái khóa đối xứng này các bạn nhé, đối xứng cái này. Bên này tương tự chúng ta cũng làm như bên này, bốn ngón tay, khóa hai ngón tay, và đoạn bốn ngón tay chúng ta cũng cột vào phần đối xứng. Phần này chúng ta ngắt. Rồi, có màu hồng sẽ tạo được một sản phẩm như thế này. Tiếp tục có màu vàng chúng ta thổi khoảng nửa quả. Chúng ta cổ vào. Đây. Tiếp theo chúng ta tạo khoảng 4 đoạn, mỗi đoạn khoảng 4 ngón tay. 1 2 3 4. Chúng ta cột vào đây. Các bạn để ý nhé. Đây, cột đây. Một đoạn bông tay ở đây và chúng ta xỏ qua đây, đây các bạn nhé. Tiếp theo ở đây chúng ta làm hai đoạn, mỗi đoạn bông tay. Tì sát vô, tì sát vô điểm nối này và chúng ta lăn, ta lăn qua thêm một vòng nữa. Và chúng ta chỉnh lại nhé. Tiếp tục chúng ta tạo một đoạn bông tay. Tiếp theo, ta tạo thêm một đoạn bốn tay. Đó.
luộc quá.
thêm một cái khóa hai ngón tay bằng khóa màu hồng. Ok. Đến đây, chúng ta tạo một đoạn bốn ngón tay. Cuốn vô đây. Vòng tròn, chúng ta bóp mềm bóng tí nhẹ các bạn. Okay. Vòng tròn đến đây, chúng ta xoắn lại và cột vào cái khóa này. Chúc các bạn thành công. Xin chào thân ái và hẹn gặp lại.